Xin chào con, cô Hằng đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào xem clip với cô nhé. Hôm nay con có khỏe không? Ôi, con khỏe à. Thế hôm nay con ăn mấy bát cơm rồi? Ồ, con giỏi quá. Great job. You are very excellent. Con thật là tuyệt vời đấy. Thế ở lớp thì con chơi với bạn nào nhỉ? À, rồi. Bạn ấy rất là đẹp trai và xinh gái đúng không? Ok. Thế cô Hằng là cô nào nhỉ? Đây, cô Hằng đây, đúng rồi, chính xác ạ. Thế hôm nay con nhìn thấy cô có xinh không? Rồi nhá, có xinh như mẹ của mình không? Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng học với cô nhá. Các bố mẹ và con cùng học với cô một chút liên quan đến chữ cái trong tiếng Anh nhá. Và cô nghĩ rằng là cái phần này cực kỳ dễ với con nhá. Nào, vậy bây giờ con sẽ cùng học với cô một chút xíu này. Đây, trên tay cô có một phần bảng chữ cái như thế này. Có một số chữ cái mà con thấy nó rất là quen thuộc đúng không? Con nhìn thấy chưa nhỉ? Con nhìn thấy rồi à, cô khen con ạ, à, con giỏi quá. Ôi, cô chưa gặp bạn nào mà vừa xinh vừa ngoan như con này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha con nhé. Nào, đầu tiên ạ, à, con có biết chữ cái này là chữ cái gì không? Rồi, đây là chữ cái A. This is the letter A. Rồi, con sẽ cùng đọc lại với cô các câu tiếng Anh mà cô nói nhé. Nào, this is the letter A. This is letter A. Oh, so what it is? Đây là cái gì nhỉ? Đây là quả gì nhỉ? Oh, quả táo à? Đúng rồi, con giỏi quá. So, this is apple. Apple, ok, con nói lại cho cô nghe nào. Apple, rất tốt ạ. À. Ôi, cô rất là tự hào về con đấy, con giỏi quá. Nào, vậy bây giờ con sẽ cùng đọc với cô nhé. Apple, apple. A for apple. A for apple. Rồi, từ này không đọc là apple con nha. Con hãy đọc với cô này. Apple, apple, apple. Apple. Very good. Rồi nào, con đọc lại cho cô hai lần nào. Very good. Rất tốt. Ui, bạn này giỏi quá đi mất thôi nào. Chúng ta sẽ cùng đọc lại với cô. A for apple. A for apple. Rồi nhá. Vậy đây là chữ cái A này. Và con sẽ nhìn thấy trong tiếng Anh từ này sẽ đọc là A. Khi mà đọc với cô, con sẽ nhớ nhá. Đây là chữ cái A. This is letter A. And this word is apple. Đây là chữ cái A này, còn cái chữ này của chúng ta sẽ là từ apple, quả táo. Đây là quả táo con ăn hàng ngày đấy, con có thích ăn táo không? Giỏi quá, chính xác rồi. Vậy bây giờ con sẽ nhìn nhá, chúng ta sẽ phải nối chữ cái A lớn này với chữ cái A nhỏ ở bên dòng bên này ạ. Vậy con sẽ xem cho cô chữ cái nào là chữ A nhỏ ở bên này nhỉ con nhỉ? Rồi, chính xác ạ, cô thấy con đã làm đúng rồi đây. Đây chính là chữ cái A nhỏ này. Vậy khi mà các bạn làm, các bạn sẽ nối cho cô từ đây vào đây nhá. A, 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 A for apple, A for apple. Wow, great job, con giỏi quá. Very excellent, con rất là xuất sắc luôn ạ. Cô rất là yêu con ạ. Và cô cực kỳ tự hào về con. Miss Hằng really loves you and Miss Hằng is very proud of you. Okay, now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha con nhé. Nào, continue, now look at this. Các con cùng nhìn vào đây với cô nào. What letter is this? Đây là chữ cái gì nhỉ? Rồi, chính xác. Wow, cô thấy các bạn trả lời rất là chính xác luôn đấy. Đây là chữ cái B. This is letter B. And B is for... That's good. This is ball. Cái từ này của chúng ta thấy cực kỳ quen thuộc rồi nhỉ? This is ball. Do you like playing balls? Con có thích chơi bóng đá không? Có à? Ôi, con giỏi thế. Ồ, thế này thì cô cực kỳ yêu con luôn. Và bố mẹ cũng cực kỳ yêu và tự hào về con đúng không? Rồi, con đúng là một em bé ngoan luôn đấy. Rồi nào, vậy bây giờ con sẽ cùng đọc với cô nhá. Con đã chơi bóng đá giỏi rồi. Con đã chơi bóng giỏi thì bây giờ con học về bóng giỏi cho cô luôn này. Đầu tiên, this is letter B. Con đọc với cô luôn nhá. Nào, đọc cho cô hai lần nào. B. B, yeah, that's good. Con giỏi quá. And B is for... ball, rất tốt. Nào, con cùng đọc với cô nào. Ball, B is for ball. B is for ball, rất tốt. Ok, vậy con cùng nối với cô xem cái chữ B ở đây với cái dòng bên này thì nó sẽ là cái chữ nào nhỏ hơn nhỉ? This is a big B and you have to find the small B for me. Con sẽ phải cùng đến cho cô, tìm cho cô xem là cái chữ cái B nhỏ nó ở đâu nhỉ? Rồi, chính xác, cô đã thấy con đã tìm được rồi đúng không? Đây, chính là chữ này đây. Vậy chúng ta sẽ phải nối B for B. B for B. B for B.
xong chữ B rồi các con ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học một chữ nữa với cô nhá. Nào, đây là chữ cái gì nhỉ? What letter is this? Đúng rồi, nào con cùng nói với cô lại câu đấy nhá. What letter is this? What letter is this? Okay, now answer me. Bây giờ các con sẽ cùng trả lời với cô nào. Rồi, chính xác rồi. Có thể con trả lời một phát ăn luôn nào. Con giỏi quá, con rất là giỏi đấy. Nào, đây là chữ cái C. This is letter C. This is letter C. And what is this? Oh, đây có phải là bánh sinh nhật à? Ôi, con có thích ăn bánh sinh nhật không? Có à? Ôi trời ơi, con đáng yêu quá. Đúng rồi, cô cũng rất là thích ăn bánh sinh nhật. Yummy. Ok, rất là ngon đúng không? Thế bây giờ khi mà con thích ăn bánh sinh nhật thì trong tiếng Anh cái bánh sinh nhật sẽ là gì nhỉ? Cake. Đúng rồi. Vậy bây giờ con sẽ cùng nói với cô nhé. C for cake. C for cake. Very good. Rồi nào, bây giờ con sẽ cùng nói lại cho cô hai lần nhé. C. C for cake. C for cake. Yeah. Ok, cô thấy con nói đúng rồi. Đây nào, một lần nữa cho cô nào. Very good. Wow, con làm chính xác luôn. Very good. Vậy thì học xong cái phần clip này là chắc chắn bố mẹ sẽ thưởng cho con nhá. Có đồng ý không? Rồi, chính xác. Yeah, nào, high five với cô nào. Yeah, very good. Vậy mình cứ học chăm chỉ này. Xong học xong clip này bố mẹ sẽ thưởng cho mình nhá. Đồng ý chưa nào? Rồi, chính xác. Vậy chúng ta sẽ có này. C for cake. C for cake. Rất tốt ạ. Lần nào con lặp lại cũng đúng luôn. Vậy các bạn nhớ cho cô nhá. Từ này của chúng ta này. C for cake. So this is a big letter C. Đây là cái chữ cái C lớn này. Vậy bây giờ mình sẽ xem là cái chữ cái C nhỏ ở bên nào nhỉ? Rồi, chính xác ở bên này. Vậy con tìm cho cô chữ C đâu? Yeah, great job, very excellent. Con rất là giỏi luôn, con tìm thấy đây rồi đúng không? Vậy con nhớ nhé, chúng ta sẽ phải nối từ C sang đây. Rồi, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nối nhé. Nào, với cái từ này con nối, con nhớ cho cô này, chúng ta sẽ sử dụng bút này. Mình nối chữ C lớn với chữ C nhỏ nha. We are going to match these two C's together. Rồi, chính xác, ok. Con làm đúng rồi, đúng không? Thế bây giờ con sẽ đọc lại với cô một lần nữa chữ này nhá. C. C, very good. C for cake. C for cake. Very yummy, rất tốt, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Cô đố con biết đây là chữ gì? What letter is this? Chính xác rồi, this is letter D. This is letter D. Các con cùng đọc với cô nhé và nhìn miệng cô này. Từ này mình đọc như là cười này. D, D, D. Chứ không phải là D nha, con bật mạnh giúp cô nào. D. D, rất tốt, ok. So what animal is this? Đây là con gì đây con? Wow, very amazing, you know it. Tức là con đã biết con này luôn rồi đúng không? Đây là con gì nhỉ? Rồi, con chó, chính xác. Ở nhà con có nuôi chó không? Oh, có à? Oh, vậy bây giờ chúng ta sẽ xem nha, con chó này như thế nào nhá. Rồi, đây là con chó, trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói này. This word in English is dog. 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 So D for dog. D for dog. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói lại ba lần với cô nhé. Nào, D for dog. Wow, con nói hay quá. D for dog. D for dog. Rất tốt. Rồi, cô thấy con làm rất là xuất sắc rồi. Vậy ở đây cái từ này đọc là D rồi này. Thì con sẽ xem cho cô nhá. This is a big letter C. And you have to find the small letter C for Miss Hằng. Bây giờ con sẽ phải tìm cái chữ cái D lớn này để nối với chữ cái D nhỏ nào. D ở đâu nhỉ? D đâu nhỉ? Cô thấy bạn đã tìm ra rồi đây. Chính xác, đây rồi. This is a small letter D. Small letter D. So you have to match them together. Bây giờ con sẽ phải là người nối nó vào nhá. Ok rồi nào. Thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa này. D for dog. D for dog. D for dog. Ok, so now I will match them together. Bây giờ cô sẽ nối nó nhá. Rồi, chính xác rồi này, được chưa? Vậy bây giờ con sẽ cùng đọc lại với cô nhá. Nào, D for dog. D for dog. Cùng đọc lại với cô nào. Very good. Wow, excellent. You're very amazing. Very amazing. Con giỏi lắm.
Rồi từ bây giờ cô thấy con rất là xuất sắc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học tiếp với cô nhá. Nào, what letter is this? Ô, con biết chưa nhỉ? Ô, con biết rồi à? Ôi, con giỏi quá. This is letter E. Good job. Rất tốt ạ. Vậy cô khen con nha, con giỏi quá. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đây đó là letter E. This is letter E. So what is this next to it? Bây giờ con sẽ nhìn này, cái hình gì ở bên cạnh chữ E này nhỉ? Letter E có cái gì đây nhỉ? What is next to it? Oh, this is an egg. Đây là một quả trứng đúng không? Vậy con sẽ nói từ này như thế nào nhỉ? Con nhìn miệng cô nhá nào. Egg. Egg. Rồi con cùng đọc lại cho cô nào. Hai lần nha con. Wow, very good. You've done a great job. Con vừa làm cực kỳ tuyệt vời rồi. Cô rất là tự hào về con luôn. Nào, hai phạm. Hai phạm. Yeah, con giỏi quá. Nào, bây giờ cùng đọc lại với cô nhé. E. E. Mình đọc cũng lại như cười nha con ơi. Nào, nhìn miệng cô này. E. E. Very good. E for egg. E for egg. Rồi, chính xác. Nào, con đọc lại một lần nữa nhé. E for egg. E for egg or E for egg đều đúng con nhá. Nếu mà con nối âm thì con nói nối cho cô này. E for egg. E for egg. Very good. So this is a big letter E and E is for egg. So now you have to find the small letter E. Đây là cái chữ E lớn rồi đúng không ạ? Letter E, đây là chữ E E E in English. Bởi vì this is the letter E, đây là cái chữ cái E, nên bây giờ con sẽ phải tìm một cái chữ cái E tương tự ở bên này nhá. Chúng ta đang học tiếng Anh nhá. A, B, C, D, E. So where is small E? Ở trong đây con sẽ nhìn thấy này, có chữ cái nào đều là chữ E nhỏ ở bên cột bên này nhỉ? Con tìm được chưa? Rồi, chính xác, cô khen con giỏi quá. Vậy con tìm ngay được, đây chính là chữ cái E đúng không nhỉ? Very good. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nối nó vào nhá. Rồi con sẽ dùng bút này và nối cho cô luôn này. Đây, mình sẽ nối chữ cái này vào đây. Rồi chính xác. Con nhìn được cô nối chưa nhỉ? Okay, so this is a big E and this is a small E. This is a big E and this is a small E. Very good. Đây là chữ cái E lớn và đây là chữ cái E nhỏ con nhá. Rồi rất tốt nào. Con đọc lại một lần nữa với cô nè. E for egg. Big E and small E. Okay, nào đọc lại với cô nào. Big E. Great job. And small E. Very excellent. You are very good. Con làm quá tốt luôn ấy. Học xong clip này bố mẹ sẽ thưởng cho con nhá. Đồng ý không? Rồi tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Đây là chữ cái gì ở cuối cái tờ giấy của cô đây nhỉ? What letter is this? And this is the last letter in this sheet. Trong cái tờ giấy này chúng ta sẽ có. Yeah, rất tốt rồi. Con trả lời được ngay rồi. Cô cảm ơn con vì con quá giỏi luôn ạ. Rồi, nào, vậy bây giờ con sẽ nhìn nhá. Chính xác rồi. Đây sẽ là letter F. This is letter F. Đây là chữ cái F. And F is for fish. F is for fish. Chính xác. Oh, have you ever seen the fish? Con đã từng bao giờ thấy con cá chưa nhỉ? Oh, chính xác rồi. Con cá thì nó bơi ở đâu ấy con nhỉ? À, ở dưới nước rồi, con giỏi quá. Cô không ngờ là con trả lời đúng luôn đấy. Oh, I'm very proud of you. Cô cực kỳ tự hào về con. Bố mẹ cũng rất tự hào về con. Vậy bây giờ con xem này. Con cá nó bơi ở dưới nước đúng không ạ? So, this is letter F. This is letter F. Cùng đọc lại với cô nào. Yes, this is letter F. F for fish. F for fish. Chính xác rồi. Now, so this is a big F. You have to find the small F for me. Now, where is small F? Here. Rồi, chính xác ạ. Con đã tìm ngay ra rồi. This is small F. Đây là chữ cái F lớn này. Và đây là chữ cái F nhỏ. So you have to match them together. Bây giờ con sẽ phải nối chúng vào với nhau nhá. Rồi, đây rồi các bạn ơi. Chúng ta đã có F. And F. Ok, vậy con đọc lại với cô nhé. F for fish. F for fish. Now, two times, con cùng đọc với cô hai lần nào. F for fish. F for fish. That's good. Con làm rất là tốt và đúng rồi đấy. Vậy bây giờ chúng ta cùng ôn lại với cô nhé. A for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cake. C for cake.
D for dog. Vậy khi mà đọc từ này, con nhớ cho cô nhé, đọc từ này bật mạnh lên cho cô này. D for dog. Rồi, giỏi quá, con đọc lại cho cô nào. Yes, that's good. D for dog. Next one, E for egg. E for egg. That's good. Nào, cùng đọc lại cho cô hai lần nào. E for egg. That's good. Rồi, con giỏi quá, high five nào. Yeah. Con rất là giỏi. Vậy cuối cùng chúng ta có từ gì nhỉ? F for fish. F for fish. Rất tốt ạ. Khi mà chúng ta đọc từ này, con nhớ cho cô âm đuôi này. Fish. Đó, nhìn miệng cô và bắt chước nha. F for fish. Wow, con giỏi quá. Cô không ngờ là con làm cái được luôn này. Con rất là giỏi, cô chưa thấy bạn nào giỏi như con luôn đấy. Rồi nha, cùng đọc lại với cô nhé. F for fish. F for fish. Rất tốt, vậy chúng ta vừa học các chữ cái gì nhỉ? Now, what do we learn here? A, B, C, D, E, F. Mà con nhớ cho cô cùng nối này. Big A, small A. Great job. Nào cùng đọc lại với cô nào. Big A. Very good. Small A. That's good. Tiếp tục nào. Big B. And small B. Đúng rồi, con làm rất là nhanh ạ. Wow, bạn vừa đẹp mà lại vừa làm nhanh nữa này. Cô rất là tự hào về con luôn. Con cực kỳ là cố gắng đấy. Nào, vậy xong clip này và xem xong, học xong với cô là bố mẹ sẽ thưởng cho con nhá. Rồi, tiếp tục nào. Đây là cái gì nhỉ? Oh, that is C, big C. That's good. And small C. Very good. And big D. That's good. This is big D. Con cùng đọc lại với cô nhé. Big D. Oh, con làm rất là tốt ạ. Ui, cô thương con quá. Now, D, big D. And small D. That's good. I'm very proud of you. Cô Hằng cực kỳ tự hào về con. Now, D, big D and small D. Now, next one. What is this? Oh, it is big E. And what is this here? Small E. Wow. Con trả lời đúng hết luôn. Cô thật là bất ngờ luôn đấy. Cô rất là bất ngờ và tự hào về con luôn. Now, and what is this? Oh, that's true. It is big F. And what is this? Oh, yeah, you're correct. This is small F. Small F. Very good. Cô rất là tự hào về con. Vậy con nhớ xem lại clip này cùng ba mẹ nhá. Và xem lại cùng ôn lại bài cho cô nhá. Bye bye.